Chắc là vậy. À, bây giờ tôi muốn miêu tả cho người Việt Nam biết các học tự nhiên của tôi về tự học tiếng Việt. Người Việt Nam biết rằng tiếng Anh và tiếng Việt rất khác với nhau. Khi tôi làm hỏi tại sao em muốn học tiếng Anh, người người luôn đáp để tìm công việc mà thôi. Điều đó là lý do rất là hay, tại vì tôi không thích nói tiếng Anh. Tôi có thể nói tiếng Anh nhưng tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thực sự của tôi. Ngôn ngữ thực sự của tôi là âm nhạc. Vì vậy, tôi có thể dùng âm nhạc để học mọi ngôn ngữ trên cả thế giới, tại vì mọi ngôn ngữ trên cả thế giới là âm nhạc. Đi trường lớp học ngôn ngữ là rất là sai. Điều đó là dối trá, không phải là sự thật. Người đi trường lớp ghi nhớ quá nhiều dối trá để tìm công việc. Công việc không phải là cuộc sống. Công việc không phải là cuộc sống. Ngữ pháp không phải là ngôn ngữ. Trường lớp không phải là nhà học. Nhà học là chỉ là một người thôi. Nếu người muốn hiểu biết thì người không cần trường lớp. Nếu người muốn học gì lắng nghe như uống nước, tại vì ngôn ngữ là nước, âm nhạc là nước, văn hóa là nước, nước chia sẻ với nước mà thôi. Nếu người muốn chia sẻ gì thì người nên phải cho thành nước. Sự thật chỉ có thể chia sẻ với sự thật. Sự thật không chia sẻ với dối trá. Dối trá chia sự sự thật chia dối trá chia sự thật với sự thật làm sạm mặt. Thì tất cả những mà tôi nói bây giờ tất cả những gì mà tôi nói có thể miêu tả nhưng không chia sẻ, không không mà giao tiếp, không mà giải thích, điều đó không giải thích được, chỉ miêu tả được. Miêu tả là uống nước, nhưng giải thích là chia như sa mạc. Sự thật không không mà không bao giờ chia với sự thật. Sự thật chia dòng dòng nước, dòng nhiều nước. Nếu người không cảm thấy nhịp vào tấm lòng thì họ không thể hiểu biết sự thật được. Ngôn ngữ thật sự là gì rất dễ, dối trá là gì rất là khó. Nước dễ thương, sa mạc khó quá. Khó quá làm khô, sa mạc làm khô. Dùng nước giàu dễ thương, tự nhiên tự do. Khi rồi muốn học tiếng Việt, mình muốn học tiếng Việt thực sự như em bé Việt Nam, mình muốn có thể giao tiếp với người Việt Nam, mọi người Việt Nam không vấn đề. Điều đó là gì mà tôi có thể sử dụng bằng bằng cách tự nhiên như đi trường lớp người người vào trường lớp không thể dạy cách tự nhiên. Em bé biết cách tự nhiên. Nếu nếu bạn đã từng em bé thì bạn từng biết từng từng bạn từng hiểu hiểu biết sự thật, nhưng bây giờ không nhớ, bây giờ không không nhớ. Nhưng các bạn nên phải nhớ sự thật, trả lại sự thật. Sự thật không bao giờ trở thành dối trá, dối trá không bao giờ trở thành sự thật. Vì vậy,
Tôi muốn chia sẻ một bài hát từ tấm lòng mình cho các bạn nghe. Chào.